Thưa quý vị, từ những thành tựu có được từ sự đoàn kết thống nhất giữa Đảng với nhân dân, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 là vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng và thực hiện nghị quyết để ý Đảng hợp lòng dân. Qua 27 năm xây dựng và phát triển tỉnh Bình Dương, bài học kinh nghiệm được đúc kết chính là sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, hệ thống chính trị và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Và để có được sự đoàn kết, thống nhất đó, chính nhờ những chủ trương, nghị quyết, ý Đảng, hợp lòng dân. Đảng bộ tỉnh Bình Dương luôn nhất quán chủ trương phát triển kinh tế gắn với tiến bộ và công bằng xã hội, luôn lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới. Mọi chủ trương, chính sách xuất phát từ yêu cầu, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của dân dân. Cơ sở thực tiễn xuất phát từ đời sống chính trị xã hội, đời sống kinh tế, trong quy luật tự nhiên, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, trong quá trình tổ chức thực hiện các chủ trương nghị quyết. Nó có cái gì được, cái gì chưa được. Hiện nay thực tế đang trăn trở cái gì, đòi hỏi cái gì. Và chúng ta phải ra nghị quyết để làm cái gì. Theo cái khuynh hướng khắc phục cái hạn chế để tiến tới sự phát triển trong tương lai. Và cái cơ sở thực tiễn này nếu nói rộng hơn là từ trong nhân dân mà ra. Lòng dân. Và chúng ta gần dân, chúng ta sát với công việc của dân. Chúng ta tương tác ở mọi lĩnh vực, mọi hình thức, mọi khía cạnh. Thì từ đó, cái cơ sở thực tiễn ấy, nó mới tạo ra được một cái nghị quyết rất là chất lượng, thực tiễn, khả thi và sẽ có sản phẩm tốt trong tương lai. Triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 là vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng và thực hiện nghị quyết để ý Đảng, hợp lòng dân. Các cấp ủy đã xây dựng kế hoạch để vận dụng một cách sáng tạo, linh hoạt và hoàn cảnh, điều kiện cụ thể. Bác Hồ đã dạy là mình phải gần gũi, thân thiện với nhân dân, để rồi từ đó mình mới tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt được những chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Và đối với dân thì mình không có dùng lời qua Mỹ, nói sao cho dân dễ hiểu, làm sao cho dân dễ thấy. Từ đó thì mình mới tuyên truyền được những chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước đến từng hộ nhân dân, tạo thành một khối đại đoàn kết thống nhất, cùng nhau thực hiện những cái nghị quyết của Đảng bộ. Dễ 10 lần, không dân cũng chịu, khó 100 lần, dân liệu cũng xong. Thực hiện tốt chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 sẽ phát huy ý chí, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sức mạnh của sự thống nhất giữa ý Đảng, lòng dân để quyết tâm thực hiện thật tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Bình Dương ngày càng giàu đẹp.